xin mời các bạn hãy nhìn xem sự lựa chọn của mình hôm nay có chính xác hay không nha. Chúng ta nhìn nhau qua cánh cửa trái tim này sẽ được mở ra. Hỏi nhau có hình đúng không chứ còn tôi nhìn tôi cũng không biết luôn đó. Cái này đúng không? À không phải, mặc áo màu xanh dương. À đây. Đó nữa hả? Dạ. Sao chị nãy giờ chị nhìn chị cũng tưởng nó bạn này luôn á. Tại ra hình đó chụp lâu rồi à? Lâu rồi ha. Còn bên đây. Dạ, bạn này à? Ờ, người ta tròn rồi mà còn chỉ cái cô kia, cô này đâu có dạ. Tròn đâu. Bên này sao? Dạ cái này là một quà em chuẩn bị cho tặng cho bạn á. Dạ sao không tặng? Trời ơi. Nó mở ra trong cái đó là cái lịch năm 2020 sẽ được khắc trên gỗ. Hả? Ừ, em hy vọng là nếu mà em với bạn có duyên với nhau. Lấy ra chị coi với coi sao lạ vậy. Lịch mà thắt trên gỗ. Dạ, thắt trên gỗ đa diện. Thì nếu mà em hy vọng là em với bạn mà có quen với nhau á, thì những kỷ niệm đáng nhớ mình có thể khoanh vô. Khoanh vô. Mình sẽ có những cái kỷ niệm riêng cho này đó. Ở đâu bán hay vậy em? Dạ cái này em đặt mua riêng thì mới có, chứ bình thường ở những chỗ khác thì cũng sao không có. Đẹp, một món quà rất là giá trị ha, rất là kỷ niệm. Rồi, cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi cánh cửa này mở ra là như thế nào? Dạ nói chung là em nhìn bạn thì em thấy bạn rất là hiền và rất là có một cái gì đó dễ mến, có nét thân thiện, em rất là thích. Có sự rung động nào trong người chưa? Dạ có ạ. Còn em gái? Nhìn ảnh được. Được. Dạ. Đơn giản, phụ nữ một chỉ được là được rồi, mà không được là thôi. Rồi được rồi, bây giờ cho hai bạn thêm nhiều thời gian để tìm hiểu tâm sự với nhau rõ hơn về công việc ha, quan điểm tình yêu, rồi bàn chuyện hôn nhân gì đó. Hẹn hò sau hai bạn cứ tìm hiểu cho kỹ với nhau nha. Dạ. Vậy tôi mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái. Món ăn này có tên là can kiểu quảng cây, có nghĩa là cà ri xanh với gà. Đây là một món ăn của Thái Lan ha, nó khác với những món cà ri Ấn Độ hay là cà ri của Nhật Bản. Thì đây là món cà ri đặc biệt của ẩm thực Thái Lan. Món ăn được kết hợp từ những loại nguyên liệu được chọn lựa rất là kỹ càng, như là cà pháo xanh nè, cà tím nè, thịt gà tươi nè, rồi rau quế và sốt cà ri xanh, đặc biệt mang đến cho thực khách những món ăn rất là độc đáo và khác lạ, đậm chất Thái Lan. Rồi vừa ăn vừa thưởng thức ha, vừa nói chuyện với nhau. Chút xíu chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi mời hai bạn. À, xin chào em. Dạ, chào anh. À, bình thường thì em có sở thích gì đi đâu chơi ngoài công việc của mình ra? Em thích đi xem phim với đi du lịch ở một số nơi mà mình gọi là mình chưa tới. À, anh cũng vậy. Thường thường thôi. Nếu mà sống một mình đi xem phim một mình, người ta cũng hỏi cũng kỳ. Anh thì cũng hay thích xem phim vào những dịp cuối tuần đó. Thì hy vọng là nếu mà mình được tiếng với nhau thì anh sẽ có người xem phim chung. Dạ. Để cho bên bán vé khỏi hỏi, tại vì anh cũng hay đi xem phim lắm. Dạ. Em dùng bữa trước đi. Dạ, cảm ơn anh. Nhà của em ở Trâm đúng không ạ? Dạ em. Nhà của em thì có mấy anh chị em? Nhà em có 5 người. Nhà em có 5 người. Em hiện tại đang sống với gia đình ạ. Em đang sống với dì với bà ngoại. Nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh thì có hai, một anh chị, một anh với một em. Anh của anh thì cũng đi làm bên sử nghiệp gia đình. À. Em của anh thì bây giờ nó học xong đại học rồi. Thì không biết là em có thích học tiếng Nhật không ạ? Em không có năng khiếu học về anh, ngoại ngữ. Không sao đâu, nếu mà có gì thì anh sẽ chỉ. Nói chung là tiếng Nhật thì cũng khó, nhưng mà nếu mà mình cứ bỏ thời gian chút thì sẽ biết thôi. Dạ, em cũng chờ cả ngày anh dạy em để em nói chung với anh cho vui. Có gì hai đứa cùng gọi là, nếu mà lâu dài thì mình có khả năng đi du lịch đó cũng được. Đúng rồi. Dạ. Bên của em là thường thường thời gian rảnh của em là khi nào trong tuần đó? Nói chung là em làm từ thứ hai cho tới thứ bảy. Em rảnh chủ nhật. Thứ bảy rảnh chủ nhật và anh cũng rảnh chủ nhật. Em có quan điểm gì về em với anh tự nhiên? Về quan điểm của em về tình yêu thì thế nào? Yêu thì quan điểm của em là thủy chung. Với lại chung. Mình xác định yêu là mình phải cưới. Ừ. Anh cũng giống quan điểm của em. Không nên yêu lâu quá, tại vì nhiều khi mình yêu lâu quá nó sẽ bị nhạt. Dạ. Với lại khi mà mình tiến tới với một ai đó thì mình nên xác định hôn nhân. Anh cũng không phải lớn tuổi lắm, nhưng mà anh khi mà quen với ai thì anh sẽ xác định tới hôn nhân. Nếu mà quen nhau thì anh tầm khoảng bao lâu thì anh cưới được? Anh thì khoảng tầm 1 tới 2 năm là sẽ được, còn không biết em thì thế nào? Em cũng tầm khoảng đó. Ừ. Yeah. Anh thì yên tâm, anh thì quen là có ý định tiến tới hôn nhân, chứ không phải là quen kiểu là để chụp hình Facebook. Không, em không xài Facebook. Anh cũng vậy, Facebook của anh chắc cũng để lâu rồi, cũng không xài. Chắc em cũng mấy năm. Ừ, anh cũng vậy.
Nãy giờ có bạn chuyển yêu không? Dạ có, em thấy bạn hợp với em nhiều thứ. Đúng rồi, thì nghe cùng đạo là hợp rồi, nhưng mà giờ chừng nào đám cưới? Dạ, nếu mà quen nhau hợp thì tầm 1-2 năm là đám cưới hả? 1-2 năm đám cưới hả? Dạ. Bên đây 23 tuổi, 25 là cũng vừa hả? Rồi đám cưới rồi sao? Rồi làm dâu không hay là ở đâu? Dạ, tùy bạn. Bạn chưa? Nếu mà không biết em có ngại về chuyện làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại. Tại vì con gái thì ai cũng phải trải qua chuyện đó. Thì em cũng không muốn về gì. Ở dân chung ba mẹ sướng, hai chồng đi chơi bỏ con cho ông bà nội về giữ được nữa. Quá tiện luôn. Nhưng mà trong tương lai thì em tính là mình sẽ tự lập, mình mua một căn nhà riêng của mình sẽ thích hơn. Đúng rồi, thì ai không thích vậy, nhưng mà có đủ điều kiện kinh tế hay chưa thôi. Nếu mà bạn chữa làm dâu thì mình sẽ có thời gian đó sẽ nhanh hơn, mình sẽ tiết kiệm được vốn nhanh hơn, mình sẽ xây được nhà. Thì vậy đi, thời gian đầu mình cứ làm dâu cho tròn chữ hiếu đi. Không, với lại thời gian mới còn khó khăn kinh tế, về có ba mẹ lo này kia đỡ lắm. Thì nào ổn ổn 5-3 năm rồi mình ra riêng. Vậy là mình thấy là mọi thứ nó cũng ổn ha. Dạ, mọi thứ là ổn, em rất thích bạn. Rất thích bạn luôn. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn chơi một vài trò chơi của chương trình nữa, để cho hai bạn thêm khắng khích hơn, thêm hiểu nhau hơn. Rồi chúng ta mới đi đến quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Mỗi người sẽ bóc một lá rồi đọc lớn lên yêu cầu trong này giùm chị. Rồi bạn nữ đọc trước đi. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức khỏe bằng việc cõng bạn nữ, bạn gái một vòng. Được không em? Dạ được ạ. Rồi tiến lên làm liền. Mới ăn được có mấy hộp cơm mà. Qua đây ẩm cổng bồng gì đó, bạn gái đi một vòng để tôi sẽ ra đó, đây nè, đi qua đây, đi lại đây là xong. Sao được mà bình thường bạn váy xong cỡ mình cũng phải được chứ. Rồi ơi, xiết cổ người ta hả? Xiết cổ người ta hả? Rồi không lấy hai cái tay cặp cái mông người ta sao lên ẩm nổi không? Dạ tùy bạn, hóa không ngại lần đầu hết, để bạn rồi em cổng người ta nổi không? Dạ được. Thì lên đi, người ta làm được. Nhưng mà lên không được. Ta lên không được, phải ẩm mới được. Ẩm vậy nè thì được. Em chưa ẩm bây giờ không biết ẩm như thế nào. Đó, ráng đi, xoay vô trong. Phải thể hiện sức khỏe chứ. Thì đó, là ẩm vậy nè. Em thấy cái này khó không vậy? Chị bỏ qua cái... Sao bỏ được? Phải để bạn... Cổng được. Cổng lên. Được mà. Thì em, nhưng mà hai cái tay em phải vòng qua sau mông người ta thì em mới lên được chứ. Dạ. Chứ em không vòng ôm sao lên. Người ta muốn có sự va chạm người ta mới chơi trò chơi. Chứ không thôi ông cứ... Tại sao cái tay em... Ủa? Em cổng thì em phải vậy chứ. Dạ. Em cổng hai cái tay em vòng thòng gì sao ta lên. Tụi chị bỏ qua cái gì. Cái này em chưa ăn. Rồi vậy bóc thử thách khác cho em. Dạ. Đứng bóc thử thách khác đó. Rồi em biến cứ luôn đi. Coi thử thách khác là cái gì. Dạ. Lớn lên lần này là phải chịu nha. Bạn nam hãy tỏ tình lãng mạn bằng tiếng Nhật. Được không? Cái này quá dễ rồi mà em tỏ tình cổ cũng đâu có hiểu gì đâu. Tỏ tình bằng tiếng Nhật nha. Nắm tay nhìn vô tỏ tình là sao em hiểu không? Xin chào, sang tiếng Việt đó là anh rất là thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên có gì sẽ cho nhau một cơ hội. Ủa sao ông nói ngắn ngủn vậy? Tôi nhớ tiếng Nhật dài lắm mà. Dạ, tiếng nói... Nhật khi nào cũng dài gấp đôi tiếng Việt hết trơn á. Tại em nói nhanh á. Nói lại cho ta nghe coi. Hajimete atta node hontoni suki desu. Yoroshiku onegaishimasu. Dạ đúng không? Dạ. Hiểu không em? Dạ không. À, anh dịch hiểu rồi. Dạ. Nhưng đặc biệt của người Nhật, người ta nói chuyện khi nào người ta cũng cúi đầu, người ta cũng cảm ơn người ta, được chưa? Dạ. Rồi về bốc thăm đây nè. Để em xem. Rồi đọc lớn lên. Bạn nữ hãy chủ động nắm tay bạn nam và nói những lời ngọt ngào nhất. Rồi em mời em qua đây. Dạ. Đứng thì em đứng đi, người ta qua với em nè. Tôi nghe ngọt mới được nha. Em muốn anh sẽ nắm tay em và đi hết cuộc đời này. Anh rất vui và sẽ cố gắng. Anh rất thích em từ ánh nhìn đầu tiên. Cái này tôi thấy nói thiệt chứ cái này không phải chơi game nha quý vị nha. Ta yêu cầu bạn nữ nói xong, bạn đàn ông có đáp lại luôn. Rồi chúc mừng hai bạn hợp lệ. Rồi mời hai em về vị trí. Thôi thật ra là không phải làm khó hai bạn làm gì, nhưng mà như vậy là chi? Để hai bạn hiểu nhau nhiều hơn, mình có va chạm chút xíu rồi đúng không? Đỡ ngại ngùng. Với lại khi va chạm á, là chúng coi thử coi có cái luồng điện nó chạy qua không. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là cái nút bấm để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nếu hai bạn thật sự thích nhau, cảm thấy hợp với nhau, có cái tiềm năng có thể đi được một cái đoạn đường dài thì chúng ta bấm nút. Còn nếu chúng ta thấy chúng ta không rung động, chúng ta không thích, đây không phải là người chúng ta tìm, thì chúng ta không cần bấm và lấy tay ra khỏi nút bấm nha. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm, 1 là bấm thật mạnh, 2 là lấy tay ra nha. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa ông có đi học không? Ông biết đếm không?
Sao tôi đếm mới có một ông bấm rồi? Thực sự thì lúc ngay lúc chị Thường mở ra là em đã bấm ngay đầu tiên rồi. Trời ơi sao vậy? Ba này nó vẫn còn đó chứ nó có chạy đi đâu đâu. Sợ nhiều khi ngút nó không ăn mình bấm 2-3 lần. Trời ơi thấy thương ghê. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Bây giờ là thật sự nắm tay nhau nha. Cái này không phải là chương trình chơi game nữa mà là thật sự. Và một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cho anh xin phép hôn em. Dạ. Lần đầu tiên. Dạ. Chị Tường thì ở Bình Định. Hiện tại thì em đang công tác tại Đồng Nai, làm tại dự án sân bay Long Thành. Và công việc của em là kỹ sư. Kỹ sư mình đang thực hiện xây dựng ở đó đúng không? Vâng, đúng rồi. Thu nhập của bạn là bao nhiêu một tháng? Thu nhập em là 14 triệu. 14 triệu? Bạn là một chàng trai như thế nào, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Vâng, thì em thì... điểm mạnh thì tính tình thì cũng hoa đồng, vui vẻ. Khá là... mọi người xung quanh thì đánh giá là khá thân thiện. Thì về nhược điểm thì cũng ít nói, không có giao lưu nhiều. Không giao lưu nhiều à? Ít bạn vâng. À? Vâng, thế là em không ít tương tác nhiều á. Thế là một ngày mình đi làm về xong mình sẽ như thế nào? Thì bình thường công việc của em thì ngoài giờ làm về thì em cũng làm xem công việc cá nhân bình thường thôi. Dạ vâng. Rồi trước giờ mình có mấy mối tình rồi? Vâng, em thì trước thì sinh viên thì có một mối tình, sau lúc đi làm thì được năm thì cũng có được mối tình. Hiện tại thì gần năm rồi em chưa tìm hiểu ai. Rồi mà mối tình thời sinh viên đấy là mình quen nhau bao nhiêu lâu? Em quen nhau được gần 2 năm. Quen hồi năm nhất. Quen với bạn chung hồi trung học phổ thông. Rồi thế xong rồi tại sao chia tay? Thì hồi còn quen, hồi lúc còn học thì chung có nhiều thứ mình quen kiểu nó chưa chín chắn ai. Quen xong rồi cảm xúc nó nhiều, sau thời gian mình không thấy còn thích nữa thì mình hết quen. Rồi, thế còn cái mối tình gần đây nhất thì là biết ra như thế nào? Mối tình này thì em quen được 4 tháng à. Thì gặp tình cờ. Tình cờ gặp ở đâu? Thì tình cờ gặp chung một buổi tiệc à. Bây giờ bạn có kể là cái mối tình này đi, miêu tả cụ thể ra quen nhau như thế nào, xong rồi tại sao chia tay. Chủ động nói chuyện đi bạn. Vâng. Thì mối tình thứ hai này thì em quen nhau trong một dịp là đi đám cưới. Em cưới một người anh chung công ty. Có gặp và em có giao lưu. Thì em có xin số bạn nữ này. Và về nhân tin trao đổi cũng có đi chơi. Sau một thời gian quen thì thời gian em đi làm công trình cũng khá là xa. Thì bạn nữ này thời gian kiểu ít tương tác lạ. Lúc đầu thì em cũng thương, em thương về đi chơi. Sau em đi công trình đi tỉnh nhiều quá. Thì thời gian nó xa quá nên là lần ít gặp mặt nhiều hơn. Thì thời gian tương tác nó là xa lần. Thì em chủ động nói dừng lại luôn. Thế là gần đây là một năm nay bạn là không là độc thân đúng không? Vâng đúng ạ. Bây giờ bạn mong muốn tìm kiếm mẫu người như nào? Em thì mẫu người của em thì thích người gái nhỏ tuổi hơn em. Về ngoại hình thì da trắng xíu, một miếng xíu, kiểu trong tròn có da thịt tí ạ. Vâng. Rồi tiếp về ngoại hình thì như nào nữa? Về ngoại hình thì về cao thì chiều cao thì cao trên 1,5 m, trên 1,5 m được rồi. Cao trên 1,5 m rồi. Vâng. Vị trí vùng miền quê quán. Nếu mà được vùng miền thì em vẫn thích được miền Trung. Thích miền Trung. Vâng, đúng rồi. Cho em miền Trung nên em thích gái miền Trung hơn. Rồi, công việc nghề nghiệp.
Về công việc thì bạn nữ là nhân viên văn phòng là được không? Rồi. Hiện tại bạn đang ở Đồng Nai là bạn đang ở trọ hay là đâu? À, hiện tại thì đang ở trọ. Đang ở trọ Đồng Nai. Vâng. Là mình là mình sau là mình phát triển là mình sẽ ở đây luôn hay là mình ở về quê này? À, thì em thì dự kiến thì sẽ ở trong này á. Ở trong này luôn luôn. Rồi vâng. Cảm ơn bạn nhé. Hôm nay là cái buổi đầu tiên để làm quen để biết thông tin cơ bản về bạn đã. Xong rồi nếu tìm được người phù hợp thì bên bạn sẽ liên hệ lại làm nội dung kỹ hơn với bạn nhé. Vâng vâng. Ờ, hiện tại làm nào không được gì anh Cường? Đang làm bán hàng bên điện máy xanh. Nhân viên bán hàng điện máy xanh. Đúng rồi. Và thu nhập của mình là bao nhiêu một tháng? Nhập tầm khoảng khoảng 10 đến 15 lên này, nó dao động á. Rồi. Ờ, anh có điểm mạnh điểm yếu gì? À, điểm mạnh thì biết nấu ăn rồi biết quan tâm gia đình rồi sở thích năng khiếu thì biết ca hát. Rồi. À, điểm yếu của mình. Điểm yếu thì nói chung cũng hơi nhát trước đám đông rồi chứ anh. Còn điểm yếu của mình còn gì nó không lý do tại sao mình nghĩ thế? Nói chung em thì lúc trước cũng dạng từng lập gia đình rồi mà đậu dở rồi giờ độc thân mà nên muốn tiến tới hôn nhân tiếp theo anh. Rồi mình lấy vợ kết hôn bao nhiêu lâu thì chia tay? 4 năm anh. 4 năm. Có con chưa? Không có con chung anh ơi. Độc thân này giống như ly hôn xong là không ai dính bận ai hết. Rồi. Vậy lý do mà mình ly hôn là gì? Lý do thì như hai gia đình không có hòa thuận á, rồi hai đứa cũng như có nhiều tranh chấp, rồi bên vợ thì tin khi dễ bên đây chửi gia đình bên đây á nên không tiếp tục nữa. Nhưng mà tranh chấp thì là tranh chấp gì ạ? Tranh chấp giống như vấn đề mà mua nhà góp rồi bên vợ cũng ra chút đỉnh rồi bên đây thì bên nhà bên em thì khó khăn hơn thì không có ra nên bánh khi dễ rồi có chửi ba em rồi gì đó chửi ba em. Vậy là anh độc thân là mấy năm rồi nhỉ? Cũng gần 2 năm này. Anh có đi tìm hiểu những mối quan hệ khác không bên ngoài? Nói chung đi làm mà cũng có không có cơ hội, nói chung là em cũng ít gặp mấy bạn khác giới nhiều anh, chỉ đi làm rồi đi về vậy đó. Rồi. Cũng có không? Gặp một người mà nói chung cũng thấy chưa có hợp gu rồi nên chưa thành. Rồi, bây giờ anh mô tả gu của anh cho em cảnh, mẫu người của anh mong muốn tìm kiếm như thế nào? Mỗi người con gái cần giống như ý tưởng sống rồi biết muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, biết nấu ăn rồi quan tâm gia đình chồng con, rồi cũng có một công việc ổn định như em vậy thôi. Chính hiếu thảo ông bà cha mẹ là được anh, đơn giản. Công việc của bạn ấy là như thế nào thì là anh mong muốn? Công việc của người bạn thì cần công việc ổn định thôi, giống như văn phòng hay gì đó hay là tư nhân gì cũng được. Cho em hỏi xíu, ví dụ ủa anh đang làm điện máy xanh là ở dưới quê hay là ở trên Sài Gòn hay gì vậy anh? Hiện tại đang làm ở dưới quê chị. Ví dụ anh yêu xa thì được không? Theo dự định chắc sắp tới chắc đi không?
Thế dự định em sắp tới chắc đi Sài Gòn hoặc là Bình Dương thì lập nghiệp quá. Ừ. Rồi dự định lên đây làm gì? Thì chắc xin mấy công ty nó tuyển dụng đó vậy. Mấy công ty... Chắn. Dạ. Ngày xưa anh học bằng cấp gì? Anh học bên cao đẳng mà nó thuộc nhà nước bên... Cao đẳng gì anh? Mình nghề học. Đã. Cô đẳng bên công tác xã hội, con ngành mới của tỉnh mình mở. Dạ, công tác xã hội, rồi, ok anh. Rồi, thì chắc chương trình cũng đã ghi nhận hết những cái thông tin của anh rồi ha. Thì nếu dạ. mà có bạn gái phù hợp như thế nào thì anh sẽ lên Sài Gòn tham gia giúp em được không? Dạ, được. Dạ, rồi, ok, vậy có gì anh sắp xếp ha. Rồi, dạ. Lịch ghi hình thì sớm nhất là ngày 5 tháng 1. Dạ. Chị ví dụ như được thì mong muốn tìm những bạn gái ở miền Tây mình á chị, mấy cái tỉnh gần em sau này nó dễ qua lại hai bên á. Ừ, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang. Thôi mình cứ mở rộng ra đi anh. Ví dụ như là mình mở rộng ra thì có nhiều đối tượng cho mình hơn, chứ mình bây giờ mình cứ giới hạn vậy thì biết đâu chừng mình không hợp với những cái cô gái đó hay sao ha. À dạ rồi. Rồi, em cảm ơn anh ha. Rồi, dạ. Em chào nha. Dạ. Dạ, buổi phỏng vấn của anh đến đây là kết thúc rồi. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh.